Trời đất, đi liên hoan lớp kiểu gì mà ôm được con gấu bự cha bá vậy nè? Phải cô cháu vậy? Cậu tính mấy ghẹo có tí xíu mà bà nhảy đông đỏng luôn kìa. Kiểu này nghi ngờ có bạn trai nên nhột nè. Mẹ ghẹo tí thôi chứ mẹ thừa biết Sumi nhà mình làm gì có bạn trai. Bữa mẹ còn bị cô giáo mắng vốn công nhận Sumi nhà ta không giữ thật. Mấy anh con trai trong lớp còn phong cho chức vị đại mà. Cô mà giao cho chị ta quản lớp thì ôi thôi không có một tiếng ồn. Hôm nay Su nhà ta liên hoan lớp cuối năm nên ôm khá nhiều quà tặng và bánh kẹo mang về. Trong đó có cả hộp bút được khắc tên riêng nữa nè. Nhìn hình của cô chủ nhiệm chụp cho các con khi làm liên hoan mà dễ thương quá chừng. Bạn nào thì cũng có quà tặng và một phần bánh ngọt hết nha. Riêng con gấu này là do cô chủ nhiệm tự trích tiền ra tặng Su vì Su quản lớp rất là tốt. Thế mới nói các thầy cô giáo ở trường của hai Su hơi bị dễ thương luôn á. Nghe mẹ báo ngày mai là Su tổng kết lớp được nhận phần thưởng xong là nghỉ hè 3 tháng mà chị ta buồn vui rưỡi. Chị ta còn nói trời ơi đi học vui quá chừng, con thích đi học hơn ở nhà mẹ ơi. Vâng, và đây là cái tướng đi học của con gái em nè quý vị. Ờ, đẹp con gái mà tính này. Cái gì vậy nè Su? Rồi cả nhà đoán thử xem ai là người chuẩn bị mốt thời trang này cho Su đi học đó.